Thưa quý vị, dù chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục Đào tạo về xây dựng phương án lựa chọn môn học khi môn lịch sử trở thành môn bắt buộc, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng. Theo ghi nhận, việc môn lịch sử từ môn tự chọn thành môn bắt buộc không gây nhiều xáo trộn cả về khâu tổ chức cũng như nguồn lực giáo viên. Trước quyết định môn lịch sử sẽ là môn học bắt buộc ở bậc trung học phổ thông áp dụng từ năm 2022-2023, nhiều giáo viên dạy lịch sử bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao. Tuy nhiên, ở thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu năm học mới, nhà trường và giáo viên đều đang trông chờ nhận hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp lên kế hoạch triển khai, đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Thì đối với môn lịch sử ở trong trường trung học phổ thông thì nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi mong muốn đó là Bộ có một cái văn bản hướng dẫn cụ thể về cái nội dung chương trình để chúng tôi thực hiện cho nó một cách hiệu quả. Tại trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, trường có số lượng khối lớp 10 đông nhất thành phố với 31 lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó, nhóm khoa học tự nhiên có 17 lớp, nhóm khoa học xã hội 14 lớp. Nhà trường đã chủ động xây dựng phương án dự phòng khi môn lịch sử trở thành môn bắt buộc để tránh bị động. Nhà trường đang điều chỉnh lại các nhóm tự nhiên sao cho phù hợp với các em theo cái hướng tốt nhất để các em có thể thích nghi được các bộ môn. Ngay từ đầu á thì nhà trường đã bố trí một các hợp lý các cái nhóm tổ hợp môn rồi, cho nên các nhóm lựa chọn rồi, cho nên là việc giáo viên dạy lịch sử thì người các cái năm học thì khối nào người ta cũng phải tổ chức giảng dạy, cho nên việc xáo trộn nó không ảnh hưởng gì. Những ngày qua, các trường cũng đã kịp thời tuyên truyền triển khai đầy đủ tới học sinh lớp 10 và phụ huynh học sinh về việc thực hiện điều chỉnh môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo lãnh đạo nhiều trường trung học phổ thông, xét trên tổng thể kết cấu toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông mới, khi lịch sử là môn bắt buộc cũng không làm xáo trộn hoặc ảnh hưởng tới các phần môn khác. Thì cái việc thay đổi này nó cũng không xáo trộn nhiều so với cái kế hoạch dạy học ban đầu của nhà trường. Bởi vì nếu như mà cái phương án là từ cái 5 môn lựa chọn bắt buộc mà mình chỉ còn lại 4 môn lựa chọn bắt buộc thì cái việc này nó không ảnh hưởng nhiều đến các cái tổ hợp mình đã xây dựng nên. Nếu có chăng thì chỉ là nó liên quan đến hai cái nhóm tổ hợp, hai cái tổ hợp mà mình không có đưa môn sử vào thì buộc là mình phải có thể là rút bớt một trong 5 môn được lựa chọn. Ngoài 52 tiết bắt buộc, lịch sử cũng nằm trong nhóm môn học lựa chọn dành cho học sinh nào có mong muốn học thêm ở cụm môn khoa học xã hội. Cùng với những điều chỉnh hướng dẫn kịp thời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề quan trọng vẫn là đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử trong nhà trường. Làm thế nào để học sinh thực sự hứng thú với mỗi tiết học, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.